tọa lạc trên địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, nằm ngay tại vị trí giáp danh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, trạm dừng nghỉ Thanh Bình tự hào là trạm dừng nghỉ có chất lượng hàng đầu trên tuyến đường quốc lộ 1A. Trạm dừng nghỉ Thanh Bình có tổng diện tích 15.000 m², được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn quốc gia với bãi đỗ xe rộng rãi, thuận tiện cho tất cả các loại phương tiện. Đặc biệt, bãi đỗ xe tại trạm còn được bố trí mái che mưa nắng nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng cũng như bảo vệ phương tiện di chuyển trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Bước vào trạm dừng nghỉ, khách du lịch sẽ bắt gặp khu vực tổ hợp dịch vụ được bố trí khoa học với rất nhiều tiện ích đa dạng, từ giải khát, ăn uống đến mua sắm, chờ nghỉ đều được phục vụ suốt 24/24 để đáp ứng nhu cầu của du khách đến từ khắp mọi nơi. Không gian của trạm dừng nghỉ Thanh Bình được thiết kế rộng rãi, thoáng mát với sức chứa lớn lên đến hơn 1.000 người. Phía trong nhà hàng được trang bị điều hòa, quạt hơi nước. Khu vực nghỉ chờ bên ngoài được lắp đặt hệ thống phun sương kết hợp với mái chống nóng, đảm bảo không gian mát mẻ phục vụ cho việc nghỉ ngơi của khách hàng. Dọc theo khu vực chờ nghỉ bên ngoài là các quầy giải khát với rất nhiều loại đồ uống hấp dẫn, mang đến cho khách hàng những sự lựa chọn tuyệt vời, từ cà phê đến các loại sinh tố, nước ép giải nhiệt mùa hè. Đặc biệt, được chế biến dưới bàn tay điêu luyện của các bartender chuyên nghiệp nhằm đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi đến với trạm. Bước vào bên trong là khu vực nhà hàng rộng rãi, được bài trí sang trọng và lịch sự. Trong đó có nhiều phòng VIP được trang bị tiện nghi với sức chứa mỗi phòng lên tới 200 khách, phù hợp cho các đoàn xe du lịch. Kế bên nhà hàng là khu bếp với thiết kế mở để khách hàng có thể theo dõi quá trình chế biến và hoàn toàn yên tâm về quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm tại đây. Đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp, lành nghề, giàu kinh nghiệm, nhân viên phục vụ nhiệt tình, thân thiện, cùng với thực đơn phong phú, đa dạng và giá cả phải chăng, hứa hẹn sẽ làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất. Không chỉ dừng lại ở dịch vụ ăn uống, nhằm đáp ứng nhu cầu được thưởng thức đặc sản của du khách, trạm dừng nghỉ Thanh Bình còn có khu siêu thị đặc sản các vùng miền với rất nhiều những sản phẩm phong phú, chất lượng cao. Trong số đó, nổi bật nhất và được du khách yêu thích nhất chính là những đặc sản thơm ngon nổi tiếng của xứ Thanh như nem chua và bánh gai tứ trụ. Bên cạnh đặc sản vùng miền, trạm dừng nghỉ Thanh Bình còn bày bán rất nhiều các mặt hàng lưu niệm với giá cả phải chăng được niêm yết rõ ràng để du khách có thể mua làm quà cho người thân và bạn bè. Xuất phát từ mong muốn được mang đến cho khách hàng những giá trị tốt nhất, cũng như nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người trên mỗi hành trình là được sử dụng dịch vụ vệ sinh an toàn và sạch sẽ. Trạm dừng nghỉ Thanh Bình đã đầu tư 2 khu nhà vệ sinh chất lượng cao, rộng rãi, sạch đẹp, đạt tiêu chuẩn 5 sao, bao gồm cả phòng thay đồ và phòng tắm nóng lạnh. Đặc biệt, luôn được dọn dẹp sạch sẽ sau mỗi lượt khách bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, đảm bảo sẽ mang lại những trải nghiệm thoải mái nhất cho khách hàng khi dừng chân tại trạm dừng nghỉ Thanh Bình. Ngoài tiêu chí sạch sẽ, yếu tố an ninh cũng là một trong những yếu tố quan trọng được đặt lên hàng đầu. Với 40 mắt camera được cài đặt ở khắp trạm dừng nghỉ, đội ngũ bảo vệ trực luân phiên, du khách đến với trạm dừng nghỉ Thanh Bình có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng các dịch vụ của trạm mà không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì. Nhờ sự tin tưởng, ủng hộ của các công ty du lịch và công ty vận tải lớn trên toàn quốc, mỗi ngày trạm dừng nghỉ Thanh Bình đón hơn 1 vạn lượt khách ghé qua. Bởi vậy, bên cạnh phục vụ khách du lịch, đội ngũ lái xe và hướng dẫn viên đến với trạm dừng nghỉ Thanh Bình cũng được phục vụ tận tình và hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi với hệ thống phòng ăn uống và nghỉ ngơi nội bộ nhằm giải tỏa mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng trên đường. Với vị trí giao thông thuận lợi, cơ sở vật chất hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp tận tình, trạm dừng nghỉ Thanh Bình chính là điểm dừng chân lý tưởng trên mọi hành trình của bạn. Hãy đến với trạm dừng nghỉ Thanh Bình để được tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi thư giãn giữa một không gian rộng rãi, thoáng đãng và sự phục vụ tận tâm, chu đáo đến từ đội ngũ nhân viên nhiệt tình, thân thiện và vô cùng mến khách. Mọi chi tiết xin liên hệ trạm dừng nghỉ Thanh Bình, địa chỉ xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, điện thoại 033 91 56789.
0978844439. Trạm dừng nghỉ Thanh Bình, tiếp sức cho hành trình của bạn.